Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 10 triệu USD đến từ sàn Cronos. Đây là một phiên bản testnet chạy trên nền tảng của Cronos testnet các bạn. Thì đây là phiên bản thử nghiệm thôi các bạn, nó không có giá trị các bạn. Thì sau này cái phiên bản này nó sẽ hoàn thành, nó ra mainnet thì cho các bạn swap, thì các bạn có thể giao dịch bình thường nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần phải có một cái địa chỉ trên ví MetaMask không ạ? Thì các bạn tích hợp mạng Cronos testnet này vào được không ạ? Airdrop này nó sẽ tiềm năng như con Uniswap vậy đó các bạn. Vào năm con Uniswap thì vào năm 2020 các bạn, mỗi người claim được có khoảng cả ngàn đô các bạn. Rồi, các bạn mở địa chỉ ví MetaMask của mình ra nha các bạn. Phải, để mình mở địa chỉ MetaMask. Rồi sau khi các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình vào thì các bạn chọn vào RBC nha các bạn. Đây thì các bạn tích hợp mạng Cronos vào nha các bạn. Thì tên thì các bạn copy tên nha các bạn. Mình làm hướng dẫn chậm cho tất cả các bạn mới luôn nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. URL thì các bạn cứ copy URL bên đây các bạn dán qua nha các bạn. Khá là đơn giản luôn. Rồi mã chuỗi. Mã chuỗi 338. Thì mã chuỗi các bạn điền vào 338 các bạn. Rồi tiếp tục thì ký hiệu tiền tệ thì các bạn dán vào đây nha các bạn. Tên là T Cronos, rồi các bạn bấm vào một luôn nha các bạn. Vì mình đã lưu gọi nên nó không cho sử dụng lại nha các bạn. Sau khi các bạn lưu vào xong thì các bạn sẽ có được một cái mạng testnet, đó là cái mạng Cronos testnet đó các bạn. Thì sau khi hẹn ra thì các bạn chưa có cái đồng testnet nào các bạn copy cái link này các bạn, cái địa chỉ ví nhận của mình nè. Các bạn vào cái mục dòi nè các bạn. Rồi, các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi, các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè. Rồi, các bạn bấm get test. Tôi cần CRO nè các bạn. Thì mình đã yêu cầu rồi nên mình không thể yêu cầu được các bạn. Sau 24 giờ các bạn có thể yêu cầu lại nha các bạn. Rồi sau khi các bạn yêu cầu, các bạn chờ khoảng 3 phút, 4 phút gì đó các bạn, thì nó sẽ về được 10 token TRRO nè. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi testnet các bạn. Đó, đem lấy phi ra các bạn. Rồi các bạn có copy cái link sàn Cronos nè, Swap nè, các bạn copy nha các bạn. Sau đó thì mình đã có một bài viết hướng dẫn các bạn rõ ràng nè. Các bạn chuyển đổi token CRO sang CRX nè, để mình đi trải nghiệm cái sàn mới của nó các bạn. Rồi các bạn dán cái link sàn này vào nè. Rồi các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi các bạn bấm mục kết tiếp tục nè. Kết nối nè. Rồi các bạn chạy về sàn này các bạn. Sàn này cũng tương tự như sàn Uniswap vậy đó các bạn. Rồi sau khi các bạn có cái 10 đồng CRO này xong thì các bạn nhấp vào đây nè. Các bạn chọn cái tốc cần CRX nha các bạn. Để mình đi swap, các bạn chọn swap 4 đồng thôi các bạn. Để mình chừa mình để mình chờ làm phí ra nha các bạn. Rồi các bạn swap nè. Rồi các bạn bấm vào cơm phiên swap nè. Rồi các bạn chờ xíu các bạn. Rồi các bạn qua với MetaMask các bạn xác nhận nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận các bạn. Rồi các bạn trở về đi các bạn. Trở lại đi. Rồi hello. Đang xác nhận, đang pending nè các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi nếu không được thì các bạn chọn lại, các bạn chỉnh phí trượt lên các bạn. Các bạn chọn phí ra nè, các bạn chọn 1% các bạn. Swap lại cái swap. Confirm swap. Rồi mình vô với MetaMask mình xác nhận lại các bạn. Nãy quên chỉnh phí ra nữa, dòng testnet mà. Rồi các bạn chờ nó swap chút xíu các bạn. Close. Không được. Ok, mình đã swap được 4 đồng rồi các bạn. Sao cái sàn này nó chưa cập nhật nữa. Để mình quét sàn lại các bạn. Sau đó các bạn lót sàn lại các bạn. Rồi các bạn swap cái đồng CRX này qua cái sàn CRO này lại các bạn. Tốc cần CRO này để tạo thành khoản các bạn. Các bạn chọn mắt nè. Rồi các bạn chỉnh phí ra cho cao luôn đi các bạn. Mình chọn đây 25 đi. Dòng testnet mà. Rồi các bạn bấm vào approve.
Rồi sau đó các bạn vào MetaMask các bạn xác nhận các bạn. Rồi bấm xác nhận đây các bạn. Rồi các bạn chơi vậy đi các bạn. Rồi sau khi bạn bấm vào approve xong các bạn bấm swap nha các bạn. Rồi bấm confirm swap nè. Rồi các bạn vào đây các bạn xác nhận. Rồi các bạn vào đây các bạn xác nhận các bạn. Rồi các bạn trở về cái link sàn này đi các bạn. Bấm close. Chờ nó xác nhận giao dịch giúp các bạn. Rồi sau khi các bạn swap xong thì các bạn qua một trung vốn nè các bạn. Các bạn add liquidity nha các bạn. Rồi các bạn chọn một cái đồng tiền cũng là CRX nha các bạn. Rồi sorry các bạn trở về quán đổi lại đi các bạn. Các bạn quán đổi thêm một lần nữa các bạn. Bán quán đổi CRX nè. Các bạn chọn 4 cái nữa nè. Rồi các bạn swap nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm swap cái nữa nha các bạn. Đây mình add liquidity các bạn. Cái này là như mình trải nghiệm cái sàn của nó đó các bạn. Các bạn swap qua swap lại nha các bạn. Thử nghiệm hết các tính năng của nó các bạn. Rồi các bạn bấm close nè. Chờ nó xác nhận giao dịch chút nha các bạn. Lưu ý các bạn, nếu mà swap hoàn thành xong mà nó không hiện cái số dư balance của bạn chỗ này thì các bạn nhớ request lại trang, lock lại trang các bạn. Rồi các bạn qua chung vốn nè. Rồi các bạn bấm vào add liquidity nè các bạn. Các bạn chọn cũng có đồng tiền là CRO nè các bạn, CRX nè. Rồi các bạn bấm vào match nha các bạn. Sorry các bạn, chọn match ở đây theo các bạn. Bạn chữa tập cần CRO này để mình làm phí gan nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào supply nè. Confirm supply nè. Rồi xác nhận giao dịch nè. Rồi các bạn bấm xác nhận nè các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi sau khi các bạn supply xong thì bạn bấm vào reward nè. Các bạn bấm vào deposit nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nè. Chờ chút xíu các bạn để nó lót ra sáng các bạn. Rồi các bạn bấm vào deposit VL status nè các bạn. Rồi các bạn chọn mắt nha các bạn. Rồi các bạn bấm approve cái nữa nè các bạn. Sao mà nó không hiện lên ta. Rồi sau khi các bạn bấm vào approve các bạn xác nhận các bạn. Bấm 1 ký nè. Rồi các bạn bấm vào deposit nha các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn xác nhận cái nữa đi các bạn. Rồi bấm 1 ký cái nữa nè các bạn. Đâu rồi ta. Lại đây. Rồi nha các bạn, sau khi các bạn ấy xong hết thì nó ra hiện cái mục này là các bạn thành công các bạn. Thì top cần mình xin lấy cái top cần CDS nè. Sau này có thì các bạn vào đây các bạn withdraw các bạn claim các bạn. Thì đây là phiên bản testnet thôi các bạn. Rồi vậy video mình đã đem kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nhé.